Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn phòng của tôi. Căn phòng của tôi các bạn có thể ngắm thấy không? Đây thì tôi có ý tưởng làm cái vlog để chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm để các bạn đi dạy đàn cho tốt. Thì mùa này là mùa hè thì rất nhiều bạn bắt đầu đi làm gia sư rồi là đi dạy thêm rất nhiều. Đây là mình muốn làm cái video, một số cái video, và cái này là cái đầu tiên để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn về cái làm thế nào để trở thành một giáo viên tốt. Đó, thì cái đầu tiên để trở thành một giáo viên tốt thì cái định mức đánh giá đầu tiên đó là kiến thức của các bạn. Đó. Vậy thì kiến thức của các bạn có thì các bạn mới cho được, truyền đạt được cho các học sinh, đúng không ạ? Kiến thức ở đây là gì? Kiến thức ở đây thì các bạn đầu tiên đó là phải là tay đàn đó. Tay đàn tốt, thực hiện được đúng được các kỹ thuật đấy, cơ bản. Nếu mà các bạn chưa nắm bắt được kỹ thuật, các kỹ thuật chơi trên đàn thì các bạn có thể tham khảo thêm trên internet, hoặc là mình cũng nói qua, ví dụ như là kỹ thuật chơi liền tiếng này, chơi nảy này, rồi một số các cái kỹ thuật nhấn, là các cái đọc về các cái sắc thái to nhỏ, rồi là các thuật ngữ ở trong âm nhạc. Đó. Thì mình cũng có một chút kinh nghiệm trong cái việc tuyển sinh, tuyển giáo viên đầu vào cho trung tâm của mình, thì thấy một số các bạn khi mà mình phỏng vấn á, thì các bạn thường hay bị yếu ở cái gì? Đó là về cái kiến thức tổng hợp. Đó. Cái kiến thức tổng hợp nó rất là quan trọng để giúp cho các bạn xử lý một tác phẩm tốt. Giống như các bạn học một bài văn hay là một bài thơ, các bạn phải hiểu về tác giả, hay các bạn phải hiểu về cái xuất xứ của nó, rồi là cái thời điểm nó được sinh ra. Đó, các cái yếu tố đó nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cách xử lý tác phẩm của các bạn. Đấy, cho nên là cái kiến thức tổng hợp nó cũng rất là quan trọng. Khi mình phỏng vấn một số bạn để vào trung tâm làm việc thì các bạn rất là thiếu kiến thức. Ví dụ như đơn giản mình có hỏi một câu chẳng hạn như là nhạc phức điệu là gì, nhạc chủ điệu là gì, hay là thời kỳ âm nhạc cổ điển thì có nhạc sĩ nào là tiêu biểu, kể tên một vài nhạc sĩ thì nhiều bạn có khi là kể được, hoặc có khi lại kể nhầm. Đó, hoặc là thời kỳ lãng mạn có ai, hoặc là thời kỳ âm nhạc biểu hiện, nhiều khi là các bạn không nắm bắt được. Và nhiều bạn thì là hầu hết là rất ít khi nghe nhạc cổ điển nhiều. Đấy là tức là cái vốn bài của các bạn rất ít và cái kiến thức tổng hợp của các bạn ít. Rồi các bạn không nắm bắt được về cái hình thức âm nhạc, hay là về hòa âm, hay là về cách dạy pedal, chơi pedal xanh cốp như nào. Đó là một số cái gợi ý của mình khi mà các bạn thực sự các bạn đi ra ngoài, các bạn đi dạy học sinh, thì các bạn phải cố gắng trau dồi để cái kiến thức của các bạn nó phải đủ. Khi các bạn có thì các bạn mới cho được. Đấy là cái tiêu chí đầu tiên trong cái video clip hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó. Thì hy vọng là những cái video sau thì rất mong được các bạn ủng hộ. Và nếu bạn nào có chú ý những video tiếp theo của mình thì vui lòng nhấn sub ở bên dưới nhé. Phải like cho mình. Có gì comment hoặc là gửi đến số điện thoại của mình thì mình sẽ có thể hỗ trợ được các bạn về cái vấn đề khi mà đi giảng dạy. Ok, tạm biệt các bạn.